Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Người Việt Nam Châu phát sóng trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ngọc Ninh rất vui được đồng hành cùng quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. 200 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Cộng hòa Liên bang Đức chào đón năm mới. Hơn 500 người Việt ở Shizuoka, Nhật Bản tham dự thánh lễ mừng năm mới 2017. Nhà hàng New Sài Gòn tại London, Anh, nơi gắn kết người Việt xa xứ. Ngày 2 tháng 1 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, 200 doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin đã liên hoan chào đón năm mới 2017 với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Đoàn Xuân Hưng và đại diện một số hội đoàn Việt Nam tại Đức. Buổi liên hoan chào đón năm mới của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân mang đậm bản sắc dân tộc Việt. Trong hơn 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã tạo ra nhiều việc làm cho người Việt ở Đức, là điểm đến du lịch và mua sắm của người Đức và khách quốc tế, là trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa và từ thiện của người Việt tại Berlin. Cũng trong những năm qua, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân luôn nỗ lực hoàn thiện về cơ sở vật chất. Năm 2016, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã hoàn thành một khách sạn cao cấp và vừa khởi công xây dựng một nhà văn hóa có sức chứa hơn 1.000 người. Trong định hướng của mình, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân sẽ phát triển để không chỉ là một trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt tại Đức, mà còn là một trung tâm văn hóa lớn của người Việt tại đây. Hội Tết Quốc tế của người Mông vừa diễn ra tại thành phố Fresno, tiểu bang California, Mỹ. Ngoài các trò chơi truyền thống, Hội Tết còn là dịp để chị em phụ nữ người Mông quảng bá trang phục của dân tộc mình. Ngoài ra, Hội Tết còn là dịp nam nữ thanh niên người Mông tìm hiểu nhau để năm mới họ sẽ liên duyên vợ chồng. Đây là lần thứ 3 Hội Tết Quốc tế của người Mông được tổ chức tại thành phố Fresno, người Mông sống trên vùng núi cao tại các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, người Mông là một trong 54 dân tộc. Hiện tại, tổng số người Mông trên đất Mỹ là gần 3.000 người. Họ tập trung đông nhất ở tiểu bang California và Minnesota. Thưa quý vị, tại nhà thờ Mitakahara, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, đã diễn ra thánh lễ kính Đức Mẹ Maria và cầu bình an cho năm mới 2017. Tham dự thánh lễ có khoảng 500 người Việt và người Nhật. Mở đầu thánh lễ, Linh Mục Hà Minh Tú đã gửi lời chúc đến toàn thể cộng đoàn hiện diện một năm mới mạnh khỏe, bình an, nhiều điều an lành. Trong bài giảng, Linh Mục Hà Minh Tú mời gọi cộng đoàn cùng suy tư và áp dụng những ý tưởng trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới của Đức Thánh Cha Francisco. Thánh lễ được cử hành trong không khí ấm cúng, cầu chúc cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày càng phát triển, sống đoàn kết và yêu thương nhau tại xứ người. Thưa quý vị, rời xa quê hương, ai ai cũng bận rộn mưu sinh. Nhưng dù ở bất kỳ đâu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn cần một nơi để gặp gỡ, giao lưu, cũng như là chia sẻ, để gửi gắm tấm lòng hướng về quê hương đất nước. Ở một góc nhỏ tại thủ đô London của Vương quốc Anh có một nơi như thế, nơi để mọi người đến với nhau, gắn kết với nhau hơn nhằm xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh và vun đắp mối quan hệ Việt-Anh. Vợ chồng ông Linh và bà Nhung đã định cư tại Anh hơn 30 năm. Xa Việt Nam rất lâu, nhưng không vì thế mà họ nguôi nhớ về quê hương, đất nước. Nhà hàng của ông Linh mang tên New Sài Gòn, được mở cách đây 20 năm. Ông cho biết đây không chỉ đơn thuần là một cơ sở kinh doanh giúp vợ chồng ông có thể sinh sống được tại nước Anh, mà còn là nơi để đoàn tụ với những người anh em đồng hương. Ở đây là giống như là một cái club của gia đình người Việt Nam ở đây. Là cho tất cả những người Việt Nam xa xứ cũng như Việt Nam từ bên Việt Nam qua đây để chúng ta ngồi với nhau mình hạnh phúc với nhau là chính. Những cuộc gặp gỡ giao lưu vào mỗi cuối tuần không chỉ giúp cộng đồng người Việt tại Anh được thưởng thức những món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của Việt Nam, chia sẻ những khó khăn và thành công trong cuộc sống, mà còn là dịp để họ có những nghĩa cử cao đẹp hướng về quê hương. Tôi thường đi tới đây thường xuyên cuối tuần, tại vì cuối tuần mới rảnh, thứ bảy hay là chủ nhật tới để chơi. Không khí ở đây giống như người nhà của mình vậy đó, thành ra không có ngại ngùng gì trơn, ở đây chơi vui lắm. Lúc nào quán tổ chức cái gì mình cũng có tham gia hết, như là từ thiện hay là cái gì đó cũng có làm hết.
Ông Linh cho biết đã có rất nhiều đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung được tổ chức tại nhà hàng New Sài Gòn với số tiền quyên góp có lúc lên tới vài tỷ đồng. Và sau mỗi lần như vậy, vợ chồng ông cùng với một số anh em đồng hương khác lại lặn lội về Việt Nam để tận tay tặng đồ, tặng tiền mặt, chia sẻ khó khăn với đồng bào. Hầu như là tất cả những cái gì mà xảy ra ở quê hương mình, như lũ lụt gì luôn, cả những tai nạn gì là gia đình mình đều kêu anh em quyên góp. Ba cái trận lớn nhất là lũ lụt ở miền Trung của mình thì mình kêu gọi được có một tỷ mấy một lần, đa số là mình trực tiếp mình đi vào. Đôi khi là mình tới nơi trong người mình cái gì cũng hết rồi, nhưng mà mình cũng phone anh em mình nói đệ nè, cái này phải giúp, cái này phải giúp thì anh em phải giúp. Nhà hàng New Sài Gòn như một câu lạc bộ luôn mở rộng cửa chào đón và hâm nóng những trái tim Việt đang sống và làm việc xa quê hương. Thưa quý vị, đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã diễn ra tại thủ đô Praha của Séc vào cuối tháng 10 năm 2016. Đại hội chính thức đánh dấu sự ra đời của một tổ chức thống nhất các hội người Việt Nam tại châu Âu. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu để hiểu hơn về hoạt động của hội trong thời gian tới. Xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, trong năm 2016 vừa qua thì có một sự kiện rất có ý nghĩa đối với cả cộng đồng người Việt tại châu Âu, đó là sự thành lập của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Thì vậy ông có thể chia sẻ về cái ý nghĩa thành lập của tổ chức này là gì được không ạ? Cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu hiện nay có khoảng 700.000 người. Thế và cùng với sự phát triển của cộng đồng thì các cái phong trào của cộng đồng người Việt Nam cũng như là các cái tổ chức hội đoàn của người Việt Nam ngày càng phát triển. Thế và cái sự phát triển đó nó tạo ra cái nhu cầu cần phải có sự phối hợp, sự liên kết giữa các hội người Việt Nam ở các nước với nhau để tạo thêm sức mạnh cho hội người Việt Nam. Thế và sau hơn một năm chuẩn bị thì ngày 29 tháng 10 năm 2016 là đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã được tổ chức tại trung tâm hội nghị Praha với sự tham gia của đại diện cộng đồng 16 nước và có sự chứng kiến của đại sứ ở 8 nước trong khối EU. Thưa ông có thể cho biết thêm là cái mục tiêu cũng như là cái định hướng hoạt động của hội là gì ạ? Với một cái tổ chức hội như tôi đã kể với 50 chi hội và 30 hội thành viên thì đã rất nhiều các cái hoạt động cũng đã chọn Cộng hòa Séc làm cái nơi mà để tiến hành những cái hoạt động. Chúng tôi cũng muốn là tăng cường các hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị, tranh thủ sự ủng hộ của nghị viện, của chính quyền, cơ quan chính quyền của các nước để làm sao ổn định cái cuộc sống của cộng đồng, động viên bà con cộng đồng hội nhập tốt với nước sở tại và giữ gìn bản sắc văn hóa ở tại châu Âu này. Thưa ông có thể cho biết là cái định hướng hoạt động của mình trong năm 2017 là gì ạ? Trong cái chương trình hoạt động của chúng tôi năm 2017 thì chúng tôi có đưa ra, thứ nhất là phối hợp với các hội thành viên tổ chức các cái buổi hội thảo với các cái chuyên đề khác nhau để trao đổi cái kinh nghiệm hoạt động hội đoàn giữa các cái hội người Việt Nam hoặc là các cái tổ chức hội của người Việt ở các nước châu Âu và trước mắt là các nước trong khối Schengen. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ phối hợp với các hội thành viên để tổ chức các cái hoạt động về thể thao. Tức là trong năm thì chắc là chúng tôi sẽ phối hợp với các hội thành viên cùng các cái câu lạc bộ thể thao của các nước để tổ chức các cái hoạt động thể thao nhưng mà mang tính chất là khu vực. Xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, lấy cảm hứng từ chương trình dành cho thế hệ 8X, 9X, Quick and Snow Show và mô hình kênh phát thanh âm nhạc được giới trẻ yêu thích Shone FM phát trên sóng FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Toulouse, Pháp đã cho ra đời kênh thông tin online Rose FM. Đối tượng của kênh thông tin là sinh viên Việt Nam tại Toulouse.
Rose FM đã ra mắt những số đầu tiên và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình không chỉ của thanh niên và du học sinh mà còn của cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Toulouse. Những hình ảnh của nhóm Rose FM cũng sẽ thay cho lời chào kết của chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.